Xin chào tất cả các bạn quay lại kênh của Phùng Tấn. Thì dạo này nhờ mình hơi nhiều việc nên là mình ra rất là ít video. Thì hôm nay mình tiện thể mình đang nói chung là mình chuẩn bị sơ chế nó xong rồi. Thì hôm nay mình trước cái giờ làm việc thì mình chia sẻ cho các bạn cái cách làm dồi sụn để sản xuất để kinh doanh như thế nào nhé. Hôm nay nhà mình thì đang sản xuất cái dồi sụn để giao cho các mối quán bia rồi các mối quán nướng. Đấy, thì hôm nay mình chia sẻ cái cách làm dồi sụn của nhà mình. Làm được cái dồi sụn này thì trước hết mình phải có cái nòng non này. Đấy, nòng của mình sơ chế sạch sẽ rồi. Nhà mình làm rất là cẩn thận, rất là sạch. Đấy. Chỗ này của mình làm rơi khoảng độ tầm 13 cân nòng. Ngoài ra thì để làm được cái nòng này thì mình có một ít bì. Chỗ này của mình 6-7 cân bì nhé. Đấy, bì thì mình cũng dặn cạo lông sạch sẽ này. Các bạn nhìn này, làm quá là sạch. Đấy, và mình trần qua cái bì rồi để mình xay cho nó dễ. Cà rốt này, cà rốt của mình là 6 cân này. Và một cái nữa là dồi sụn thì không thể thiếu sụn được rồi. Đây của mình có hai cái chậu sụn này. Sụn thì mình cho rất là nhiều. Đấy, cả một cái chậu to đùng như này. Đấy, rất là nhiều sụn, hai chậu sụn luôn. Đấy. Và ngoài cái, tại vì cái sụn này của mình ấy, thì nó có cả thịt nhiều, cả sụn nhiều, thì mình cho ít thịt thôi. Đấy, chỗ này của mình khoảng độ tầm 8 cân sụn. À quên, 8 cân thịt. Thì này thì các bạn có thể lấy thịt vai, thịt mông, chậu, hành. Đấy, hành này thì mình cứ áng chừng một chậu thôi. Một chậu như thế này. Và chỗ này là thì mình cho một ít mỡ vào. Đấy, với cái sụn, rồi sụn này thì mình phải có ít mỡ thì ăn nó bị không bị khô. Đấy, nó bị ngon được nhá. Ngoài ra thì mình có dùng rau, các loại rau thơm, rau mùi. Đấy, rau ngổ, rồi hành lá, rồi mùi tàu, húng chó. Đấy. Đấy, mình giới thiệu tất cả những nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ đi xay. Thì xay xong thì mình sẽ cho gia vị. Sau khi mình xay được tất cả các nguyên liệu mình vừa giới thiệu xong thì được hai chậu như thế này. À, bây giờ mình sẽ cho gia vị nhé. Mình sẽ cho hạt nêm vào đây nhé. Rồi hạt nêm, để được cho đều hạt nêm thì mình cho muối lọ muối kia. Đấy, cứ một muối bên này, một muối bên kia thì nó sẽ đều. Tinh lượng cái thịt này của mình là rất là nhiều. Đó, các bạn nhìn cho hạt nêm này tưởng là nhiều nhưng mà không phải là nhiều đâu nhá. Nêm này, mình chính này, mình chính thì tùy thuộc vào các bạn nhá. Các bạn nào mà muốn ăn nhiều thì cho nhiều, ăn ít cho ít nhá. Nhà mình không cho nhiều, mình chính, mình cho ít thôi. Mỗi tiêu chậu này mình cho để một muôi nổ đấy thôi. Đường này, đường mình cũng chỉ cho gọi nào vào và có chút đường thôi, muối chậu một muôi. Hạt tiêu này, hạt tiêu thì cũng tùy thuộc các bạn nào thích ăn được cay thì cho nhiều, nào thích ăn không ăn hạt tiêu thì cho ít. Có cho một chút bột canh vào nhá, canh cho ít thôi, mỗi một chậu này cho nửa muôi thôi. Và cuối cùng là nước mắm. Nước mắm thì tùy thuộc vào loại nước mắm, nhạt, nước mắm mặn, nước mắm cốt thì các bạn cho ít, nước mắm nam ngư đệ nhị, nước mắm nhạt thì các bạn cho nhiều. Đây của mình là dùng mắm cốt nhá.
Ngoài cái nguyên liệu vừa giới thiệu các bạn thì mình cho thêm gạo nếp vị đỗ xanh vào. Gạo nếp vị đỗ xanh mình rang thơm lên nhá. Và bây giờ đến đỗ xanh. Và đây là cái ớt. Và lúc nãy mình giới thiệu là bạn nào ăn được cay thì cho cay, bạn nào không được thì không cho cay nhá. Đây mình làm kinh doanh thì mình cho vừa phải thôi. Ok, vậy là xong rồi, bây giờ mình sẽ trộn đều lên là được. Đấy, bây giờ mình phải trộn nhá. Nhà mình chưa đầu tư được cái máy trộn, phải trộn bằng máy trộn máy bằng trộn bằng cơm. Gọi là máy trộn chạy bằng cơm đấy. Thì các bạn chịu khó xem video và chia sẻ cho mình để mình kiếm nhiều view để có tiền để mua máy trộn nhá. Kênh ẩm thực Phùng Tấn được mệnh danh là kênh chân thật nhất thế giới. Tuy đồ ăn thì cửa không mức độ xuất sắc nhất thế giới nhưng mà về độ uy tín là nhất thế giới nhá. Cái máy trộn bằng cơm này thì hơi tốn sức một tí. Mình làm rổ chậu sụn to, gọi là như thế này, bà Tân gọi là gì? Siêu to khổng lồ đấy. Nhưng mà cứ vừa làm đến đâu là nhà mình lại đậy đến đấy. Úp mở để cho khỏi bụi này, khỏi ruồi muỗi vào này. Rất là cẩn thận nhá. Cái tình trạng nhân tiêu thì cái khoảng trọc này thôi là không cần ai mới bảo làm được. Bắp nha. Sau khi chọc xong, chọc vào mục đích là thường là bùi treo một tí thôi, chọc mục đích là để mình luộc cho khỏi vỡ. Đấy, sau khi chọc xong là xia gọi là gì này, phê phát tự nhiên phê phát tử. Đấy, mình luộc vào để mình luộc cho nó gọn gàng. Em để cho anh cái khay để anh thấy. Bây giờ mình sẽ cho vào mình luộc nhé. Mình luộc cái này khoảng độ tầm sôi khoảng độ tầm 10 phút là mình vớt ra được nhá. Chín tới. Luộc bằng cái nồi điện này thì nó tốn điện. Đấy, đầu tư nó hơi nhiều nhưng mà rất là tiện.
xong thì mình phải lên dàn để mình cho nó ráo nước, thổi quạt cho nó ráo nước nhé. Sau đó mình sẽ cấp đông và cung cấp cho các quán, các nhà hàng. Thì bạn nào mà có nhu cầu mua cái dồi sụn này về để bán quán bia hoặc là bán nướng ở vỉa hè, bán nhậu thì liên hệ với mình nhé. Uy tín chất lượng. Thank you.